tốt. Nhưng đó là một pha kết thúc lỗi trên lưới của Ulandari Ratri, rất đáng tiếc cho chủ công áo số 2 của Indonesia. Bên phía Indonesia khiếu nại lỗi chắc chắn. Indo Challenge. Ngay sau trận tranh huy chương đồng sẽ là trận chung kết trận tranh huy chương vàng môn bóng chuyền nữ ở SEA Games 32 giữa Việt Nam và Thái Lan. Không hề có lỗi chạm trán lại không thành công của Indonesia. Trận chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 32 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ được chúng tôi tường thuật chi tiết ngay sau trận đấu này và trên kênh Osport Cộng. Với quý vị và các bạn chú ý đón xem trên kênh Osport Cộng ngay sau trận tranh huy chương đồng này sẽ là trận tranh huy chương vàng giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, lần chạm trán thứ 11 trong 12 kỳ SEA Games lần này, chung kết của hai nền bóng chuyền. Chưa chạm trán. Cơ hội. Putri. Bàn chắn thành công. Thêm một pha phòng ngự hay nữa. Carlos Viana. Agustin. Nỗ lực tuyệt vời của các huấn luyện viên Philippines. Tiếp tục cứu bóng thành công. Bumabao. Ani. Cuối cùng thì đã có điểm cho Indonesia. Và ghi điểm ở vị trí số 4 của chủ công mang áo số 9, đó là Budiatia Hani. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống đưa bóng trên chắn và chạm tay của Gunabao bên phía Philippines. Cuộc cách lại là 3 điểm. Yufadilalia vào sân trở lại thay thế cho Narita. Sau set 2 có thể nói là rất tệ thì số 24 Yoko Mideon ta không còn thấy trở lại sân nữa. Rõ ràng là ngày phong độ rất cao của Yoko Mideon bên phía Indonesia. Huống được bóng vượt trên sau đầu tốt của số 22 Yang Cherios, 20-22 cho Philippines. Lúc này thì lên hiện trường Dr. Brito cũng ngồi không yên rồi. Hani, quay. Cú xoay cổ tay được bóng lách chắn tuyệt vời của số 9 đối chuyền Budiatia Hani. 23-20 cho Indonesia. Còn 2 điểm nữa thôi, Indonesia sẽ giành chiến thắng trong trận tranh huy chương đồng này. Đúng một tốt. Cơ hội cho Indonesia. Putri. Olia. Chưa có điểm cho Indonesia. Tấn công hàng sau. Olia. Bóng ngoài. Điểm cho Philippines 21-23. Vừa rồi thì chủ công Nufadilalia đã bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn. Sự tiếc nuối của vận động viên sinh năm 2004 bên phía Indonesia. Cơ hội vẫn còn cho Philippines. Bước một không tốt. Bước một không tốt. Nhưng đó là lỗi lưới của Philippines. Match point rồi. Match point cho Indonesia. Rất đáng tiếc cho
các vận động viên của Philippines. Tình huống mà đáng lẽ ra Nuriak Cheiros phải ghi điểm, không thể mắc lỗi như vậy được ở một thời điểm quan trọng như thế này. Matchboy chọn Indonesia và đối chuyên Budiatehani sẽ là người phát bóng. Bước một không tốt, Carlos Pena. Cơ hội cho Philippines, Julia Diana. Và tấn công cực hay của Carlos Pena ở vị trí số 4. 22-24, Philippines vừa cứu được một match point. Chiến thắng của Carlos Pena trong tấn công hiệu quả nhất của Philippines trong trận đấu này. Julia Cheiros đối thủ tốt, cơ hội Olia chưa thể ghi điểm, bóng trắng thành công. Julia Pena không thể đi được. Philippines đã cứu được hai match point một cách rất ngoạn mục. 23-24. Một bóng lên chân dọc biên. Rattray đã tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể phòng ngự được. Chỉ còn một match point nữa thôi cho Indonesia. Rất căng thẳng. Cheiros một tốt. Như vậy là bóng đã ra phần sân của Philippines và tấm huy chương đồng ở SEA Games 32 đã thuộc về Indonesia. Tấm huy chương đồng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp cho bóng chuyền nữ Indonesia, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Budiatehani, của Sansabila Nandita hay Fadila Aulia. Niềm vui của huấn luyện viên Suseno. Indonesia đã trải qua hai trận đấu vô cùng khó khăn, trận bán kết thất bại 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, và đây là chiến thắng 3-1 nhưng không hề dễ dàng một chút nào trước Philippines. Bóng chuyền nữ Indonesia đã có được huy chương đồng ở 3 kỳ SEA Games gần nhất và là huy chương đồng thứ 11 trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Trong khi đó với Philippines, họ chưa thể giải tỏa cơn khát huy chương đã kéo dài 18 năm. Niềm vui của các cháu viên Suseno và ngay sau đây trên kênh Osport Cộng, quý vị hãy chuyển kênh Osport Cộng để theo dõi trận chung kết cuộc bóng chuyền nữ SEA Games 32 giữa Việt Nam và Thái Lan. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở trận chung kết.